Hoàng Mai xin kính chào tất cả nhà. Hôm nay mình sẽ đi sang vườn của nhà ông anh của mình. Mình sẽ hái một số các loại rau và ổi cả nhà. Và trước khi hái, cả nhà sẽ cùng với mình cùng chiêm ngưỡng vườn rau của nhà ông anh. Đây là cây đào có phải anh? Cây mận hậu à? À có hoa rồi cả nhà ơi. Nó có hoa trắng rồi. Mận hậu Sơn La. Mận hậu Sơn La giống đã về đến Liệp Tuyết Quốc Oai nhà mình rồi. Trời ơi nhìn đẹp quá này cả nhà. Hoa mận đây. Chắc là Hùng mang về rồi. Đó, đẹp quá. Tuyệt vời. Và những cây ổi ông anh nhà mình này. Rất là nhiều quả này. Đó. Nhiều quả quá. Đó, như cứ bóc cái túi trắng trắng kia là có quả đấy cả nhà. Quả to, quả bé nhiều thế. Ông anh nhà mình là mới bóc cả nhà. Cái ổi này là cứ ra đến đầu mà bằng cái nắm tay nhỏ này là phải bóc, không có là sâu nó sẽ đục là sẽ thối và mất ăn luôn. Đó. Đẹp quá cả nhà ơi. Và đây là cái cây dọc mùng này. Tốt chưa cả nhà ơi. Hôm nào mình sẽ sang cắt về để nấu canh cá đi, về nói tuyệt vời cả nhà. Vườn rau lang xanh mướt. Đó, nhìn ngon chưa mà tốt thế. À đây là gian bầu. Gian bầu vừa mới bò lên gian này, đẹp quá này. Đó. Cả nhà hãy nhìn tổng thể cả khu vườn của nhà bác em đây. Đó, xoài có nha. Ổi này, mận này, mít này, bưởi này. Còn các loại rau bác em trồng rất là nhiều. Thế là cứ thỉnh thoảng em lại sang đây triệt phá một buổi cả nhà. Hôm nay mình sang vườn của nhà anh nhà mình này. Mình sẽ cắt ngọn su su. Cả nhà hãy ngắm nhìn này. Su su anh mình thả ở dưới vườn mà nó bò ở dưới đất thế này cả nhà. Ngọn này mập mạp mà xanh non mơn mởn. Đó, đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ đi cắt về để tối mình sẽ làm món xào. Ơ thế mình cắt dài là cắt ngắn hay nhỉ? Cắt đến đây được không? Đây được không? Hay là dài? Cả nhà ơi, ngọn của nó non mà cứ xua xua ra cả nhà. Cái rau này cứ vừa cắt là nó lại vừa ra, cứ cắt là càng cắt nó lại càng ra ngọn cả nhà nha. Đó, cái rau su su này thích quá cả nhà. Đây chắc là rau ăn quả hay là ăn lá anh nhỉ? Năm nay thì làm sao có quả được, phải lần gian mà có quả. À thế à, thế em tưởng đây là rau ăn quả, nó cũng như rau ăn lá. Thích quá rồi. À, chị dâu nhà mình là đi lên bế cháu, thế là ở nhà là bác trồng có một ít thôi để ăn thôi. Thế thì không hết thì mình cứ bảo bác là thôi thì để em đăng cài, đến đâu là em sẽ hái cho đến đấy để em phải mua. Đó cả nhà, thích quá là thích này. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời ông mặt trời. Đó, non chưa cả nhà. Nhìn thế này thì chả mê ly à sao. Hoặc là luộc ngon lắm cả nhà. Đó, tí nữa mình còn đi bứt ổi. Hôm nay mình sẽ sang triệt phá vườn rau của anh nhà mình. Cả nhà không biết chứ cảm giác mà đi hái rau sạch như thế này á, tuyệt vời lắm cả nhà. Đó, mình sẽ để ra đây. Ồ, hôm trước Binh là mới hái mà nhỉ? Ồ, thế thì sang năm mình cũng phải thả lấy một rỗng này nhá. Hỏi bác đây xem nào, bác trông mới hóc. Thế rồi mình cũng thả. Thế là nó bò ở dưới mà. Đó, non chưa? Đó, non quá. Không cần phải làm gian cái rau này cả nhà nha. Rồi, nhìn ngọn đẹp chưa? Xù xù
ăn lá mới là ngon các anh ạ. Nếu mà mình muốn ăn quả thì mình làm gian thôi. Đây là mình ăn lá thì mình sẽ cho nó bò tự nhiên ở dưới đất. Hả? Để từ đây về đăng ký à? Thế mình cắt từ đây trở lại à? Lắm cơ. Mình nói chứ ăn ngon. Rau bác mình trồng là rau sạch cả nhà. Đó, bác có phần lợn, thế là bác ủ mũi, thế là bác cho vào, thế là tốt. Bội luôn, không có bón cái gì cả, không có phun một cái thuốc gì vào đây cả. Cho nên là những cái rau này là rau quý lắm đây này cả nhà. Cũng là cái rau này, nhưng mà khi mình vừa mới cắt xong mà mình nấu hoặc là mình xào, mình luộc mà xem. Ăn ngọt lắm, nó ngọt cả cả nhà. Đó. Tuyệt vời, ông mặt trời đây này. Mình cũng không cắt hết, mình sẽ để cho một ít để anh mình còn ra cắt để ăn. Cắt rồi mang ra cho Dũng một ít này nhỉ. Thôi cắt đến đây thôi đã. Một mình bác bên kia bác ăn nhỉ được. Cũng không thấy bác ngắt nhỉ. Đó, chỉ tuần sau là nó lại ra manh đấy cả nhà. Đó, cả nhà ơi, nhìn rau nè. Rau sạch ở vườn nhà em đây, nhà bác em đây. Tuyệt vời chưa? Đó, rau này mà xào cái gì cũng ngon, mà luộc cũng rất là tuyệt vời. Rau xanh mơn mởn luộc lên á, nhìn cái đĩa rau á, tuyệt vời. Lắm cả nhà đó. Bây giờ mình sẽ lại đi luộc ở trong vườn nhà bác xem nào, có ổi hay gì là mình hôm nay sẽ triệt phá luôn. Nà đi, mình sẽ đi ra để bứt ổi. Đây có mấy quả to này này. Không biết đã to nó có đã ăn được chưa nhỉ? To là ăn được à? Ôi xem nào, mở ra xem nào, ở trong cái sợ lại thối thế đấy. À không biết gì cả nhà. Đó, cũng quả to thì mình sẽ bứt. Rồi quả ổi thứ hai, tí nữa thôi nhát sau. Đó. À đây, quả này mới là quả to đây này. Đấy. Đây rồi. Mình phải xem nào, có bị thối không. Wow, quả to chưa? Chuột nó leo lên nè, ăn á. Thế á? Đâu? Đây á? Đây á? Hôm nay sẽ bứt hết. Quả nào to là mình sẽ bứt. Mình sẽ bỏ cái kéo xuống đây thì mình bứt bằng tay. Đây à? Ổi là phải bóc thế này này cả nhà thì mới được ăn này. Ôi rồi sạch quá. Ngon chưa? Wow, ngon quá. Anh tinh mắt thì nhìn xem quả nào to thì mình bứt. Ngon. Thôi thì chỉ bứt thế thôi nhỉ. Bứt thế thôi. À thôi, đây. Quả này là hai quả này to. Hôm nay triệt phá cây ổi của nhà ông anh. Thích quá. Để đòi rồi thì cho bác ấy nhỉ, nhắt những cái nơi nhỉ. Đây này cả nhà, hôm nay mình bứt được nhiều chưa? Đó, được đôi 2 3 4 đôi 8 quả. 8 quả nơi phải 2 con cả nhà.
Đó. Ngon chưa? Hôm nay mình sang đây thì mình bứt hết đây này. Những quả to, còn những quả bé thì tuần sau thì lại được bứt cả nhà. Đâu, để vào đâu? Cả nhà ơi, có một cái mảnh mà vườn mà nó rộng thế nơi mà chăn nuôi gà rồi thì trồng rau sạch thì Hoàng Mai rất là thích, nhưng mà đáng tiếc là mình không có đất. Mình chỉ có ruộng mãi tận dưới trũng cho nên là không có chỗ mà trồng rau nuôi gà cả nhà. Đó, nhìn những cái cây hoa, cây ăn quả của mình nó lên đẹp như thế này thì ai cũng thích. Ra ngoài vườn mà chăm sóc vườn thì xả xì chét thích lắm cả nhà. Bây giờ tranh thủ mình sẽ đi xuống để thăm ruộng cả nhà. Cũng một năm nay rồi mình không có cấy lúa nữa cả nhà. Hôm nay mới xuống thăm cái thửa ruộng nhà mình đây, 3 sao. Bây giờ là gia đình nhà mình lại sắp thêm một thành viên mới cho nên là bận công việc không thể cấy lúa được cả nhà. Thế là bỏ cho thím mà em chồng nó cấy này. Hôm nay nhớ nhớ ruộng thì xuống ngấy ruộng. Trời ơi, em nó cấy năm nay lúa đẹp quá cả nhà. Đó, sắp trước thì mình cũng thấy kiểu là nó cũng chết đôi chòm rồi thì ốc ăn. Thế nhưng mà mới hôm nay mình xuống là thấy đẹp quá rồi nè. Lúa cứng cây và đang đẻ nhánh rồi cả nhà. Đó, đang xòe những cái nhánh ra này. Đó, mà đẹp chưa? Mấy cái luống ở đằng phía dưới này chắc là thím nó cấy trước cho nên bây giờ nó lại hơi tốt hơn ở phía đằng kia một chút. Đó, nhìn những cây lúa nó đẻ nhánh này. Đẹp quá, ồ nó thím đâu rồi mà xuống mà bắt ốc này. Vẫn nhiều ốc quá này. Mình thấy, nhìn thấy cây con ốc nó nằm ngay ở gốc lúa kìa. Lúa như thế này là nó vẫn ăn đấy cả nhà. Phải lúa cứng thêm một chút nữa thì nó mới không ăn. Mà chuột đang mở rồi. Thế đây là thím phải thả liên tục bả vào đây thì nó ăn nó. Ăn bả thì nó sẽ không cắn lúa của mình. Đó, đẹp quá đây cả nhà ơi. Nhớ ruộng thì lại xuống thăm ruộng một tí. Để cho thím nó cấy để cho nó giữ ruộng cho để cho nó sạch sẽ chứ không mà. Không cấy chỉ còn một mùa là nó sẽ cỏ sẽ mọc tùm lên. Nó đẹp chưa? Mình về đi tắm rửa là đi sang nhà chị gái nha. Mình hôm nay lấy phường để ăn cỗ phường cả nhà. Hôm nay gia đình nhà già tôi lấy phường. Rất đông các con các cháu đây đến để ăn cỗ phường cả nhà. Trên giường dưới đất rất là nhiều các con các cháu đây cả nhà, toàn cảnh gia đình nhà tôi hôm nay ăn cỗ phường. Đó, đông chưa? Thế là mấy mâm nhỉ? Ôi rồi, 1 mâm, 2 mâm, 3 mâm, 4 mâm, 5 mâm, 5 mâm cả nhà. Đông vui nhộn nhịp. Đó, đông chưa? Cứ các con các cháu cứ mỗi gia đình mấy cặp thế này cả nhà. Thế là tập trung lại rất là đông rồi. Ai trẻ cháu ba này cắn cái tóc nghe gót nhỉ, gót mắt nhỉ. Chào Vũ Gia Huy. Vũ Gia Huy ơi. Vũ Gia Huy. Có mày xem đấy cả nhà đó. Ba gọi chẳng có nghe tiếng đâu. Ôi trời ơi. À, đông người chưa? Một dãy dài răng rắc. Đó. Trời ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngồi xuống xít, tớ ngồi rúm rít ở đấy được. Không có sao. Đúng rồi. Đấy. Ý không xuống à? Thế á? Ồ. Cố Phương mà xe máy chất son cả nhà, đông các con các cháu mà, đây là nhà chị gái nhà mình đây này, ở bên bà nội cả nhà. Đó, hôm nay là chị lấy Phương, toàn là Phương anh em thôi, thế là tập trung để ăn cỗ rồi. Này đi lấy gì để? Thế á? Ôi trời ơi, đông chưa? Ba đồ. Đã đến giờ ăn cỗ rồi, xin mời tất cả mọi người ăn cỗ. Cỗ nhà tôi hôm nay có món à, đây là món gì nhỉ? Ra à, món rơi sút à? Món gì đây quản? Gì lạp xưởng à? Ôm lạp xưởng rồi nhìn lại khác nhà mình ngay trước nhỉ? Đây là món lạp xưởng, ngon quá, mùi thơm quá. Đây là món giò, thịt gà luộc đây. Ôi thôi, có món long lợn. Và đây là món thịt nướng có xôi ruốc, và đây là món thịt bò, đây là món khoai tây. Ăn đi mơ, ăn đi, ăn đi. Ôi rồi, đây là món măng à, món măng này, măng măng bắp và món miến. Ăn đi. Ừ, cháu ăn đi. Mời cả nhà nha. Ôi rồi, na đưa đưa bàn đưa cô gạt chứ. Ôi gà to quá. Đây quá. Nói hàng thật. Đi đâu đi? Nga, đưa đây cô gặp cho. Mời. Nói lát xưởng rồi được coi. Đấy, ăn đi. Ừ. Mời cả nhà nha, mình sẽ ăn món là thịt nướng. Mời cả nhà nha, mời cả ba ăn cơm với cháu nha. Mời tất cả các con các cháu ăn cơm nha. Ngon quá. Ăn ngon chứ rồi đấy. Đặc biệt là không ăn nó vẫn bỏ. Đặc biệt thì đôi là tim gan cắt đời cũng ăn đi. Ờ, món tim gan à? Em mới tưởng là món móc. Mua đồ lúc mắt. Bố, hai đứa tông đi sớm ở bên chỗ nó hồi rồi nè. Đây. Đùa đây nằm mồm đi ạ. Làm gì mà nằm mồm? Quay đây chanh nó vào xem. Xem nha. À thế á. Ồ, tôi nghe. Bạn mua con lớn. Thế mới chả quay em sang trưa nay cái. Quay là đúng. Như bạn như gì? Từng chớp. Đi là ngoài đây xanh nó mua. Bà dơ thì đi. Thứ bảy đi được. Đi được. Thôi thì em đi. Thứ bảy đi được. Hôm em đi, hôm em biết hát lý nhà chồng cho anh cái mấy thứ bảy. Ôi bánh chế ngon quá. Chị gái đang hẹn là thứ bảy tuần này là cháu Thành Trúc lấy chồng ở ngoài ngoài gì nhỉ? Ngoài gì? Tân Phú Đại Thành. Thứ bảy tuần này là chúng tôi là vài ri là già thăm nha này này cả nhà. Đấy, hôm nay ăn cố nhưng mà nhận được niềm vui. Như vậy hôm nay gì? Ôi thế nó không ăn cơm quả. Chúng ta cùng thứ sáu đấy. Đồng chưa cả nhà, vui quá là vui đời. Đấy. Cả là đại gia đình tập trung thế này là cũng khó lắm đấy cả nhà. Chỉ có là có cái công việc gì mới tập trung đâu thế này này. Đấy, hôm nay là Phương cho nên là
không các con các cháu là tập trung lại cho nên là đông lắm. Mở cái tivi, mở cái tivi cho nó xem. Nó không bị ơi cả nhà ơi, ăn uống bây giờ là cũng no say với nhau rồi, để tản mạn hết rồi đó. Nói rằng đi đấy. Ăn uống no say rất là nhiều các cháu nhỏ đi theo bố, theo mẹ, theo bà, theo ông đó. Nốt nhịp là cả nhà. Về à? Đây, bây giờ là một số các cháu, các chị, các em là về đấy, về để cho con cái học hành rồi thì ở xa là cũng phải về cả nhà. Đây, ăn uống xong xuôi bây giờ cả đại gia đình ngồi nói chuyện vui chứ cả nhà ơi, rất là đông rồi. Ôi rồi, cháu ba thì giờ đang leo cầu thang nghịch quá. Vi ơi, nghịch quá Vi ơi. Cái được bao nhiêu hả? Phương hôm nay thì được bao nhiêu tiền? Cả nhà mình một cái video lần sau.